We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and don't have a baby. Hi mấy đứa, hãy làm một tràng pháo tay thật to để chào mừng chị trở lại với The Gosh Area. Pam 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 pam. Mới có một tuần thôi mà nhờ mấy đứa nhớ chị nhắc tên chị trong comment thì hôm nay chị đã được triệu hồi trở lại đây. Có một tuần thôi mà cái miệng tao nó ăn da non rồi, tao không được chửi ai, không được drama với ai. Trong cái không khí Giáng sinh tưng bừng này thì chúng ta sẽ nói về một chủ đề tưởng không liên quan mà rất liên quan, đó chính là yêu xa. Và tới một phần không thể thiếu trong mỗi số God Shit Area, đó chính là phần quảng cáo. Đầu tiên đó chính là mặt nạ Your Peace, nhà tài trợ kim cương không bao giờ thiếu, và máy làm tóc Beauty Beginning. Thì đúng là sau nhiều số quảng cáo đi quảng cáo lại thì doanh số có tăng thật, nhưng mà mấy đứa à, không đi tới đâu hết. Sáng nay tao còn không có tiền ra tiệm làm tóc mà phải tự làm ở nhà đây nè, khổ lắm. Rồi tổ sản xuất á, không có tiền làm, nó bán cái MacBook luôn rồi, nó bán luôn rồi. Nhớ mua mặt nạ, mua máy uống tóc để có tiền làm show, có tiền trang trí, có tiền make up, có tiền làm nail nha mấy đứa. Cảm ơn mấy đứa trước nha. Trong cái không khí Giáng sinh tưng bừng như thế này thì mọi người nghĩ là chúng ta phải kể những cái chuyện vui, những cái kỷ niệm gia đình, yêu thương mùa Giáng sinh đúng không? Không, tao không thích. Ở vị trí một người cô đơn ăn cơm tró mỗi ngày, ngoài đường, trong nhà, chỗ làm, chỗ nào cũng có cơm tró, thì chúng mình sẽ chọn một chủ đề nó drama hơn, đó chính là yêu xa. Tại vì á, ok, cô đơn như bạn, như tôi, như chúng ta và không có bồ thì nó đã đau khổ rồi. Nhưng những đứa mà có bồ mà không được ở cạnh nhau thì cái đó nó còn đắng lắm. Nên hôm nay chúng tôi sẽ làm tập này để cho các bạn ở nhà coi chơi cho đỡ nhớ nhau nhá. Bắt đầu. Đó, chúng mày thấy không? Nó bán cái laptop của tao, nó bán cái MacBook của tao, nhà nó cho lại cái này nè. Đâu trời ơi, coi chỗ nào đây. Đã nghèo bao giờ đâu, không có biết xài mấy cái này. A few moments later. Rồi, ok. À, chúng ta bắt đầu với một bạn nữ nhá. À, em là nữ, 23 tuổi, tụi em yêu xa hơn 1 năm ở hai đất nước khác nhau. Dạo này em thấy tình cảm của hai đứa đang có dấu hiệu đi xuống. Em biết là bạn ấy rất là stress vì công việc và học tập ở bển. Thì đúng rồi, tại vì hầu như những người đi du học mà chỉ biết á, là người ta vừa đi học nè, vừa đi làm. Có nghĩa là ở bên đó là vừa đi học để vừa kiếm tiền đi làm, rồi trả tiền học phí, trả tiền ăn ở, rồi nhiều khi còn gửi về nhà nữa. Nên là đi du học không có sướng, rất là stress. Hiện tại thì dịch Covid bên nước ngoài cũng nguy hiểm, nên bạn ấy không về được luôn. Nhiều chuyện xảy ra khiến không khí mỗi lần tụi em nói chuyện với nhau thêm nặng nề hơn. Do đó thì em đang có ý định đề nghị hai đứa xa nhau một thời gian. Là kiểu take a break á hả? Ok, take a break để nghỉ ngơi và nhìn lại tình cảm của mình. Nhưng mà sợ như vậy thì khiến cả hai xa nhau hơn. Em nên làm gì đây? Ơ, thấy yêu xa rồi xa về khoảng cách thì chúng mày chưa đủ xa nhau à, mà vẫn còn muốn xa nữa. Xa là xa luôn á, là đi luôn, là bye bye luôn má. Trời đất ơi, bây giờ Covid đúng không? Việt Nam Covid, ở đâu cũng Covid hết. Nếu mà ai Covid cũng chia tay, thế giới này cô đơn hết à. Em 23 tuổi rồi, em yêu bao nhiêu người rồi mà em còn như vậy. Thì chỉ biết là bây giờ em stress, em buồn, em nghĩ nhiều. Vì con gái mà rất là moody và emotional. Nhưng yêu nhau thì em phải nghĩ cho bạn kia nữa chứ. Người ta ở bên đó không chỉ là stress về việc tình cảm không được hàn gắn, mà còn là công việc, còn là học hành. Nhưng mà nhiều khi người ta lại không nghĩ là chuyện tình cảm đang có vấn đề, người ta chỉ stress công việc thôi. Bây giờ là một mình em ngồi đây và overthinking, thì nên là chia sẻ với nhau, ngồi xuống tìm cách giải quyết. Nói chung là đừng như chị, không muốn kết cục chia xa, đừng như chị thì cố gắng vượt qua tới khi mà bạn đó dịch bây giờ thì cũng đang dần ổn định rồi, cũng có vaccine rồi, thì sau khi bạn nó về được Việt Nam thì hai đứa gặp nhau và nghĩ lại những cái ngày tháng khó khăn đã từng vượt qua thì tình lại nồng thắm. Nên là ok, chúc em hạnh phúc nha. Mới câu đầu tiên thôi mà tao thấy quá trời thiếu nghị lực rồi. Mấy đứa nào mà gửi câu như vậy nữa là tao không trả lời nha. Chị có bao giờ nhận được ti tỷ thứ quà kỳ lạ từ bạn trai chưa ạ? Em với bồ em yêu xa, mỗi lần có dịp về nước là ổng xách đầu em đi siêu thị, đi mua băng vệ sinh, đủ loại, hỏi số đo vòng 1, các kiểu để đặt một đống áo lót làm quà tặng sinh nhật em. À, kêu làm vậy để lúc nào em cũng nhớ tới ổng. Thì không biết là em có cảm xúc gì với chuyện này nhưng mà chị lại thấy thích nha. Tại vì bản thân chị nếu mà với mối tình cũ thì tao cũng làm thế thôi. Mua vớ nè, mua cái bút tóc nè, mua ốp điện thoại nè, rồi bỏ hình trong bóp nè. Rồi nói chung là nó đi tới đâu trong nhà nó cũng thấy tao hết. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn bỏ chị em ạ. À. Thật ra thì chuyện này nó không có gì sai đó. Em nếu mà em thấy thích
thì em nói cho bạn nó biết là ừ em thích như vậy, hoặc là em không thích thì em cũng nói là em không thích bình thường thôi. Nhưng mà thật ra mày share với cái giọng này là tao biết mày thích đúng không, mày nghiện mà mày còn ngại đúng không. Thì bây giờ chị chỉ em một cách nè, dễ lắm, em cũng tặng lại những cái nhỏ 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 xinh xinh cho chị, biết gì không, một người tặng hai người vui, ba cân sôi thì đó em tặng lại. Rồi trong cái mùa Giáng sinh này ở bên cạnh nhau đầm ấm, nhưng mấy đứa đang có bồ ở nhà không yêu xa nha, đi chơi nhớ một là mình mang theo, hai là kiểm tra xem là người ấy của mình có mang theo hay không để an toàn. Cái này á là tao nói thay cho Hiệp hội phòng chống HIV và Hiệp hội điều tra dân số quốc gia nha. Nên là vui thôi, đừng vui quá, đừng để có baby nha mấy ma. Em và người yêu em yêu xa được 8 tháng. Tụi em trước đó cũng đã có quan hệ rồi. À là tụi em đã nhỏ này, 8 tháng. Rồi, sau khi yêu xa thì người em có gợi ý là hai đứa em nên chat và have online với nhau. Em thì chưa làm mấy chuyện như thế bao giờ nên hơi ngại và thấy kỳ kỳ. Nhưng mà nếu không làm á thì sợ người yêu sẽ buồn, thì em nên làm gì đây? Thật ra chị nghĩ là em ngại thì em không nên làm. Mình nên làm những gì mình muốn thôi, chứ mình không nên làm những cái điều mà vì mình biết người ta muốn nên mình làm cho người ta. Em hiểu không? Cái này nó nhiều rủi ro lắm. Thật sự là em chắc xác với người yêu em có sure là trong đằng sau cái màn hình á chỉ có một mình người yêu em ngồi coi không? Sau cái màn hình đó em có chắc là người ta không có ghi lại, không có screenshot lại, không có leak ra cho những người xung quanh không? Tao cũng đã có rất nhiều người bạn, ôi dồi ôi, yêu lắm, ôi dồi ôi, tin lắm. Sao mà biết sao không? Bữa sau thấy clip mình trên Pornhub. Lúc đó đâu làm được gì nữa đâu. Tại vì cái này là mình ở trong clip là mình chủ động show ra mà, đâu có kiện tụng, đâu có làm gì được nữa đâu, không làm to chuyện được nữa. Nên niềm tin đủ chưa? Thứ nhất là niềm tin với người kia đã đủ chưa? Và thứ hai là thật sự trong tâm em có muốn làm hay không đã. Thật nhá, nếu mà chị nói nhá, đặt trường hợp là em không sẵn sàng mà em làm, nó quê lắm luôn á, nó cười lắm luôn á. Nhưng vấn đề ở đây là em sợ không làm thì người yêu em sẽ buồn đúng không? Thì thôi em à, nó buồn nhưng mà nếu nó không cảm được với em thì đây chứng tỏ đây là tình yêu. Còn nó không cảm được với em, nó giận, nó ABC, XYZ gì, nó đi kiếm người khác thì ok, bye. Đâu cần, em đâu cần tình cảm như vậy. Chốt lại, đã thích thì làm, không thích thì thôi. Rồi ôi, I'm mad, I miss my iPad. Trời ơi. Nhưng mà thôi, để bỏ qua nỗi buồn về chuyện mất cái iPad, mình vẫn rất là thay mặt ekip mọi người hôm nay thì chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Đi 2 về 2 chứ đừng về 3 nha mấy má. Còn bây giờ thì bye bye, Merry Christmas. À lộn, gì ta? Mưa lời, nào tóc kìa, va vào em, người ta đập vào em.